Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến các bác, các anh chị là cái cây kiếm, một cái cây kiếm, đó chính là cây kiếm trắng Hạ Long. Cây Hạ Long này thì nhiều người là vẫn nhầm cái cây Hạ Long này với cái cây Quảng Ninh á. Thì cái cây Hạ Long này với cây Quảng Ninh là hai trắng Quảng Ninh với cây trắng Hạ Long là hai cây khác nhau anh chị nhá. Bản thân em là người có cây và em nở hoa nhà em ạ. Video và cái cây này là em cũng là người chơi, em cũng sưu tầm những cái giống này từ lâu rồi. Cách đây khoảng tầm độ 5-7 năm, từ những năm 2013 là từ những năm 2013 ấy là em đã bắt đầu sưu tầm những cái cây này rồi. Đã có những cái cây như cái trắng Hạ Long hay là trắng Quảng Ninh này. Nhưng mà thực ra thì ngày đó thì không có cái sự nhìn nhận chuyên sâu và nó gần như là cũng không ghi lại hình ảnh hay video. Thì bây giờ em năm nay 2020 thì em mới ghi lại những video của những cái cây này và cùng kèm với những cái sự phân tích của em về những cái cây này trên website Thì Là Ngàn Hoa cũng như là trên YouTube, thì mọi người có thể xem và tham khảo thêm. Và khi mà anh chị mua hàng cũng có thể liên hệ bên em, bởi bên em cũng bán các cái sản phẩm này anh chị nhá. Cái trắng Hạ Long và cái trắng Quảng Ninh. Thì cái trắng Quảng Ninh thì em cũng giới thiệu trước rồi. Thì còn đây là cái cây trắng Hạ Long, em sẽ giới thiệu mọi người về thân lá hoa của nó. Cây trắng Hạ Long này thì mọi người nhìn, nếu mà nhìn thoáng qua trực diện như một cái bông này này. Đây chị nhìn này. Anh chị nhìn trực diện như cái bông này nhá, thì anh chị sẽ nghĩ nó là vàng cánh chim. Đấy, nói thật với các bác, anh chị là như vậy. Rất là giống cây vàng cánh chim. Đấy. Đấy, anh chị nhìn nó rất là giống vàng cánh chim. Hay là bông trên này cũng thế, đúng không ạ? Nhưng thực ra cây này thì thân củ của nó thì cái cây Hạ Long này nó khác, và cái chiêu kết cấu chiêu hoa của nó khác nhau. Anh chị nhá, đây này. Đấy, mọi người rất giống cây cánh chim. Thì về cái cây dòng lô hội này thì em cũng nói rằng là cái việc mà hoa nó màu vàng hay màu trắng mọi người đừng quan tâm quá. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn được tổng thể cái độ chia hoa của nó dày hay thưa và cái kiểu chia hoa của nó như thế nào. Thì đây mọi người nhìn này, cái cây này của em thì chia hoa nó cũng khá là đều và đẹp, nó cũng khá là đạt. Nhưng mà cái là cái cây này của em thì mấy hôm vừa rồi là nó nắng, với cả em cũng bây giờ em mới quay được video để giới thiệu cho mọi người, nên là hoa nó cũng có một số bông đã tàn rồi và một số bông thì nó vẫn chưa tàn. Một số bông thì vẫn còn đang rất là đẹp. Ví dụ như cái bông này hạn thì mọi người nếu mà nhìn trực diện của nó thì cũng có thể là rất là dễ nhận nhầm thành cái cây vàng cánh chim. Nhưng cây vàng cánh chim thân củ to hơn này rất là nhiều, nó to gần gấp đôi anh chị nhá. Lá nó dài hơn, lá nó dài gần gấp đôi cái này. Đấy, thì em sẽ nói sơ qua về thân lá một chút để anh chị cùng tìm hiểu nhá. Chúng ta cũng xem và tìm hiểu thêm về những cái cây lan của chúng ta. Bởi vì cái những cái cây lô hội này á, là em như em bản thân em đi mua sưu tầm của, có nghĩa là mua lại của những cái người mà người ta nuôi ngày xưa, người ta mua xong người ta nuôi trồng nở hoa ấy, thì cái việc mà người ta nói không đúng tên đó là một sự việc mà đang diễn ra rất nhiều. Thì ví dụ như Hạ Long hay Quảng Ninh người ta hay gộp một, hay Yên Tử hay là cánh Hải Phòng hay cái thứ nhì nhằng người ta hay gộp lại, nhưng thực ra cái bản chất của nó là có sự khác nhau giữa cái việc mà nở hoa và chia hoa anh chị nhá. Nở hoa chia hoa là khác nhau này. Đấy, đấy nhất. Cái thứ hai là cái khuôn cánh của nó thì gọi tương đối giống nhau thôi, chứ còn thì khuôn cánh của nó thì tùy từng cây anh chị ạ, tùy từng cây. Đấy, nhìn trông như cánh chim không phải. Cái này thì nó thân củ của nó khá là tròn và lá dày cứng. Đấy, những cái thân củ tròn và lá dày cứng như này thì em hay ví nó như là dạng mấy cái cây mà dòng bi. Anh chị nhìn những cái cây dòng bi là thân củ rất là dày và tròn, nhưng mà khi mà mình muốn thực sự với anh chị ấy, là những cái cây mà chúng ta muốn là trồng củ nó tròn như này này thì chúng ta nên trồng nổi lên trên giá thể và trồng nhiều nắng nhá anh chị nhá. Còn nếu như anh chị muốn củ, nếu như anh chị mà trồng mà chìm ấy, trồng chìm dưới giá thể và dưới mễ chậu ấy, thì củ nó hay là dài, củ nó dài hơn. Nó như kiểu cái việc mà anh chị là cái củ của nó cũng như kiểu là cái việc mà anh chị trồng mát ấy, thì nó sẽ lá nó dài mà trồng nắng thì lá nó ngắn. Đấy, lá thì ngắn và dày, nhiều nắng lá ngắn và dày và cứng, còn ít nắng thì lá dài và mềm và nó võng ra. Đấy, thì thực ra thì một số những cái điều kiện đó thì nó cũng là liên quan đến tất cả những cây hoa lan, cây nào cũng vậy. Nhưng em vẫn nói về một số những cái đặc trưng cơ bản của cái cây trắng Hạ Long này. Cái trắng Hạ Long này thân củ nó khá là dày, dạng như dòng bi cương hơ, nó không phải là một củ này không. Đấy, ví dụ như củ trên này nó còn to nữa này anh chị ạ. Đấy, nhưng đây này, anh chị nhìn từ những củ già của trong của nó này, củ già của nó cũng rất là tròn, nó tròn và căng mọng tròn nhé. Lá rất là dày, lá chỉ khoảng 5-6 lá thôi, nó không nhiều lá. Đây này, hoặc như cái này nó chỉ có 5 lá này. Anh chị nhìn này. Đây để em cầm củ ra đây mọi người nhìn này. Đấy, đây. Anh chị thấy không ạ? Nó rất là căng tròn, to như hơn ngón chân cái, phải to hơn 2 ngón tay gì đấy. Rất là tròn.
và lá của nó rất dày và cứng, lá dày anh chị nhé, lá dày, cái độ mở lá của nó thì cũng bình thường, nhưng mà cái là lá nó rất là dày, độ mở lá, cái độ về của nó ấy. Đấy, và cái độ mở lá của nó thì anh chị nên nhìn cái củ trưởng thành, ví dụ như cái củ đang hoa đây, anh chị nhìn độ mở lá của nó này. Đấy, và cái độ về của nó anh chị nhé, cái độ chữ V thành chữ V này, thành chữ V, cái lá thành chữ V này. Đấy, đi ra. Còn thực ra cái cây hạ long này dáng lá hơi khó nói, nhưng mà nó có một cái đặc trưng để mà chúng ta có thể nhìn được cái cây hạ long ấy, đó chính là củ to tròn dày và lá dày dạng như bicolor. Đấy, lá dày anh chị nhé. Còn đấy là cái đặc trưng riêng của cái hạ long, là em có thể nhìn như thế là em nhớ thôi. Còn đương nhiên là khi mà mình chăm tốt thì lá to dài, củ to dài, còn khi mà mình chăm kém ấy thì củ nó nhỏ và ngắn hơn. Cái củ của nó nhá, to khoảng từ 3-4 cm, có thể là 5 cm nếu như mình nuôi củ to, cao khoảng từ 5-7 cm nếu có củ của nó, như cái củ đang trước mặt là củ trung bình. Những cái củ như thế thì nó sẽ tương ứng với những cái lá dài khoảng tầm 40-50 cm anh chị ạ, nó có thể là 50 cm hoặc là dài hơn chút. Đấy, còn những ví dụ như cái củ, cái lá này nó dài khoảng tầm độ 50-60 này, lá này là 50-60, còn lá này nó khoảng tầm 40 này, 40 thì nó có củ này thì nó có lá dài lá ngắn không anh chị ạ. Những cái lá trên nhất này nó là dài nhất, khoảng 40, cái lá này là ngắn hơn khoảng 35, những cái lá này khoảng hơn 40. Những củ to như này thì lá sẽ to hơn là dài hơn. Còn cái điều kiện của nó thì khi mà anh chị mà trồng mà nhiều nắng ít nắng ấy, thì anh chị cũng nên chú ý về cái việc đó anh chị ạ, nó cũng rất là đơn giản và dễ thôi. Tiếp theo nói đến về cái bông hoa của cái cây trắng hạ long, anh chị nhìn ạ, đây thực ra thì là nó là một cái màu vàng. Đấy, nên cái khuôn bông nó rất là giống cây vàng cánh chim, đúng không ạ? Anh chị nhìn nó rất là giống vàng cánh chim. Đấy, hoa nó tương đối thưa, nhưng được cái cần hoa nó cũng dài, cần hoa nó dài khoảng từ 60-70 cm và có thể dài hơn. Như cần hoa này thì nó dài khoảng tầm 70 đó anh chị ạ, cần hoa dài khoảng 70, và anh chị nhìn nó chia tổng thể rất là đẹp, đúng không ạ? Nó khá là đều, chứ nó không bị chỗ thưa quá, chỗ dày quá. Ví dụ như nhiều cái cây kim thái hay là một số cái cây ấy, thì là hoa nó hơi thưa, nó phải tầm 10 cm nó mới còn bông. Đây là chia hoa là khá là đều, chỉ tầm 5 xăng là đã có một bông, gọi là tương đối đều nhé, chứ không phải đều tăm tắp. Còn chia hoa của nó thì chia hoa tam diện, tứ diện thì đều rất là đẹp. Thì anh chị có thể xem thêm về địa lan ấy, em nói rất là chi tiết về chia hoa, phân bố hoa. Bởi vì ví dụ như chia tam diện, chia tứ diện thì nó như thế nào? Tại sao mà em bảo địa lan là, ví dụ vua chơi lan Quan Lê Trà là ngày xưa các cụ chơi tinh hoa từ những cái cây địa lan ấy. Địa lan thì người ta nhìn từ tổng thể thân lá hoa và cách chia hoa, thăng hoa, thân lá sao đẹp, thì ở cái địa lan ấy thì nó hội tụ nhiều hơn. Còn kiếm này thì nhiều khi là nó rủ xuống ấy, thì nó xét yếu tố tổng thể thì nhìn chung là chúng ta cũng xét kiểu khác. Bởi vì yếu tố tổng thể như cái này thì nó quá dài anh chị ạ. Địa lan nó dạng khác, nhìn chung chơi mỗi cái nó có một cái hay riêng, kiếm nó có một cái hay riêng, hoa rủ rất là mềm mại, rất là đẹp. Địa lan thì nó cũng vậy, địa lan nó hoa địa lan xuân, nó dòng si xe thì nó dạng khác. Đấy, thì còn đây là cái bông hoa cận cảnh của cái bông hoa hạ long, trắng hạ long hay là vàng hạ long. Nhìn chung là trắng hay vàng thì về lô hội là em cũng nói rất là nhiều trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì khi mà anh chị đi mua những cái cây này, trắng hay vàng đều không quan trọng, quan trọng anh chị mua được đúng cây và anh chị biết được đúng cái cây của mình nó chính xác là cái cây. Ví dụ như cây này là cây hạ long này, nhiều người ta hay nhầm tưởng cái cây này nó sẽ chính là cái cây vàng cánh chim, bởi vì nhiều khi nở nó vàng mà, nhưng không phải thế anh chị á. Cây này thì nó vàng hay nó trắng, lô hội ấy, nó vàng hay nó trắng thì anh chị cứ quan tâm coi thì nó bình thường. Đấy, như bồng bồng này nó tàn rồi, đấy, nó là ngà vàng nó tàn rồi. Đấy, thì nó cũng là một trong những cái cây rất là đáng sưu tầm của cái dòng lô hội anh chị ạ. Anh chị nhìn thân củ nó rất là tròn, trồng khoảng 3 thân một chậu thì nó rất là đẹp. Anh chị mua giống thì cũng có thể liên hệ bên em cũng đều bán về những cây còn giống hay những cái cây này. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan kiếm khác, với những cái cây hoa lan đột biến cũng như một số những cây lan khác. Riêng về lan kiếm này thì lưu ý là mọi người nên xem những cái bông hoa mà nó nở căng như thế này, hoặc là nhìn tổng thể của nó. Anh chị nhìn tổng thể anh chị thấy cái lượng hoa nó dày hay là mỏng, dày hay là thưa. Tại sao phan trí nó đẹp? Bởi vì nó vừa cánh bầu, vừa hoa dày, cần hoa dài, rất là nhiều bông, rất là đẹp. Thì mọi người có thể cùng tham khảo thêm một số những cái loại hoa lan khác để chúng ta có thể nhìn nhận được rõ hơn về các loại lan kiếm. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.